Chào bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng phần mềm Photoshop CC dùng để cắt ghép hình ảnh. Thì ở đây tôi đã chuẩn bị cho các bạn 4 file như thế này. Đây là file nhân vật của ông Phật. Đây là một cái file background. Và đây là file chữ. Và đây cũng là file chữ. Thì giờ tôi sẽ chọn vào một cái file background ở đây. Và tôi sẽ thực hiện các công việc cắt ghép. Thì giờ tôi sẽ làm nhé. Thì đầu tiên các bạn sẽ mở cái lớp layer này ra. Thì ta vào trong là một là layer, chọn new, view copy, nhân lên một lớp. Thấy không? Vào edit, chọn là transform. Phím tắt là Ctrl T đó. Và ta click chuột phải ở bên ngoài vùng này đây. Thì nó hiện ra các bảng này. Và ta chọn là ellipse để lật cái hình này qua bên tay phải như thế này, và ta đồng ý, nhấn enter để đồng ý. Và tiếp theo nữa là ta vẽ một cái vùng tròn như thế này đây, tắt con này vô đây đi, ẩn vô đây, vẽ vùng tròn như thế này đó. Và ta sẽ vào trong đây đó, tạo ra một cái lớp bây giờ rỗng, và ta sẽ tô màu. Màu đen là background, màu trắng là foreground. Tôi sẽ tô màu foreground bằng, đó chính là Ctrl Delete ở đây. Đó là tô màu. Và tiếp theo nữa, tôi sẽ add mặt nạ vào đây. Và sử dụng là Gradient Tool. Thì tôi chọn vào đây và tôi chọn vào cái mục đầu tiên này. Đó, ok. Và tiếp theo tôi chọn vào đây nha. Rồi, kéo từ dưới lên thế này để cho nó hòa tròn vào trong cái background. Đây các bạn xem. Một bước. Và bước tiếp theo nữa là chúng ta tách hình của ông Phật này ra bằng cách là chúng ta sử dụng là công cụ là Pen Tool này, dùng để tách hình ông Phật này ra cho nó chính xác. Đây. Như thế này đây. Năm để tạo vùng tròn như thế này đây. Và công việc của chúng ta là chỉ cần là chọn công cụ này và kéo nó vào đây là xong. Đó. Xong bước này, và ta vào trong edit, chọn là transform, và ta giữ shift add từ góc này, ta kéo thu đều 4 góc vào nhau, và ta dời qua đây một chút như thế này nha. Ta dời qua đây một chút đó, như vậy thì ta được như thế này. Thì những cái phần này chúng ta xử lý sau. Mở lớp dây này lên và khóa cái lớp dây này lại, và chọn vào cái mục là long tem, và ta xử lý như này thôi. Xử lý. Đó. Đó. Phần này đen nè. Xử lý nó. Xong. Còn cái phần này nó bị cứng đường quá, cái bóng bị cứng quá, thì ta sẽ chọn vào công cụ này đây, lơ nè. Đúng không? Ta click chuột phải lên cho nó lớn tí, và ta làm cho nó mờ đi.
Rồi. Để đây, ta phải mở cái lớp khóa này ra nhé. Mới được. Đó, để cho nó mờ đi. Đó. Đó, thấy chưa? Đó. Thấy chưa? Đó. Chờ lờ nó đi. Đó. Lờ nó. Rồi. Cho nó mờ đi. Tạo thành cái lớp bóng nó không bị cứng. Đây đây. Đó. Ok. Xong. Đây là bước thứ nhất. Và bước tiếp theo nữa là ta sẽ thêm chữ vào. Thì đây tôi đã chuẩn bị chữ ở đây. Và các bạn chỉ cần sử dụng công cụ này và kéo vào đây. Đó, một chữ. Và đây cũng là chữ thứ hai. Và kéo vào đây là hai chữ. Đó. Thì hai chữ này là hai cái lớp layer khác nhau. Đây. Thì tiếp theo nữa ta sẽ chọn là mode để hòa trộn. Tôi chọn là mode là multi-line để nó hòa trộn vào. Đây. Thì tiếp theo nữa là chúng ta sẽ chọn layer thứ 4. Đây. Là xong. Và chúng ta sẽ kéo nó lên cho nó hợp lý một chút. Và ta sử dụng công cụ này khoanh vùng tròn như thế này và xóa đi. Xong, delete. Rồi tiếp theo ta muốn chữ này lớn lên á, ta sẽ giữ shift đồng thời click layer thứ 5 và layer thứ 4 để phóng nó to lên. Và sau đó ta vào edit, chọn là transform. Đó, đồng thời ta giữ add, shift add để phóng to bốn góc nó ra, phóng đều nhau. Đây. Đó, là như vậy. Đây. Thì cái bài này chúng ta đã làm. Thì bài này tôi đã hướng dẫn cho các bạn là xử lý những cái thao tác cơ bản nhất. Nhưng mà chúng ta sau này làm những hình phức tạp hơn thì sẽ xử lý nhiều hơn. Thì khái quát qua cái bài này tôi đã hướng dẫn cho các bạn là: thứ nhất là ép mặt nạ ở đây, xử lý ép mặt nạ. Thứ hai nữa là tôi đã hướng dẫn cho các bạn sử dụng là Radiant kết hợp với áp mặt nạ này đây. Đó là cái phần mà tôi chỉ cho các bạn. Đó là nếu như các bạn thấy video này hữu ích thì các bạn hãy đăng ký và chia sẻ cho nhiều người cùng xem và cùng học hỏi. Thân ái, chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong bài tiếp theo.